Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì chiếc xe buýt màu vàng mới chạy qua đó các bạn, đó là xe đưa đón học sinh ở trên đất Mỹ này. Mỗi khi mà thấy xe đó chạy qua mà ngừng lại á, thì tất cả các xe đều phải ngừng lại hết phía sau để cho học sinh xuống hoặc là họ rước học sinh lên. Và đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những người cô đơn đi tìm người yêu của mình. Uyên Quỳnh hy vọng rằng những ai cô đơn sẽ không còn cô đơn nữa. Và những người cô đơn sẽ có cặp có đôi để cho cuộc sống này có thêm nhiều ý nghĩa nữa. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị hôm nay nhé. Trước nữa em chào chị Quỳnh, sau nữa em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, được dồi dào sức khỏe, vui vẻ, khỏe mạnh, thành công trong cuộc sống. Em giới thiệu, em nói là em là Lê Liên, ở Đức Hòa, Long An. Em sinh 1963. Em làm môi giới nhà đất, chị Di đi giao online mỹ phẩm á. Em lớn tuổi hơn chị rất là nhiều nha, muốn xin em hay xin chị? Em biết em sinh 1963 chị, nhưng mà thì xin chị cho nó hay hơn, nó vui vẻ, có gì đâu. Xin chị thì có nhiều người comment nói này nói nọ nhưng mà tùy em hả? Sao đâu thì kêu chị em mình cho nó vui vẻ vậy thôi, chứ đâu có gì đâu, cũng tiếng nói mà có gì đâu, cho nó vui vẻ vậy thôi thôi. Rồi em làm công việc kinh doanh nhà đất này được bao lâu rồi? Chắc cũng 2-3 năm mà chị ơi, nhưng mà lúc này ở bên Việt Nam mùa mưa rồi đó, em ít có đi, mùa nắng thì em đi kiểu như dắt khách đi coi rồi đi vòng vòng ở tỉnh Long An của em á, rồi đi xa xa ở Củ Chi rồi đi tùm lum hết á. Mà lúc này ở Việt Nam mình á, mùa mưa rồi đó, ít có đi với giờ nó thôi đứng rồi chị ơi, đứng rồi, rồi mấy bữa nay em không có đi. Cái nhỏ bạn em kêu đi giao hàng phụ nó, giao hàng mỹ phẩm, giao hàng online á, nếu ai mua nó tới cái chỗ đó mình nhận, mình coi tên địa chỉ mình tới mình giao cho họ vậy đó. Đất ở Việt Nam thì thấy sao người ta kêu giá cao quá. Đúng rồi chị, tắt lúc đó là nó giá nó lên cao lắm luôn, rồi bây giờ nó đứng rồi, nó đứng đứng rồi, có lúc thì nó lên cao dữ lắm, đi chỗ suốt ngày luôn, quá chừng luôn, nhiều người lắm, rồi giờ nó đứng rồi, giờ em cũng không có đi, rồi đi bán hàng online phụ con nhỏ bạn giao mỹ phẩm á, cũng đi vòng vòng. Người ta kêu cao vậy rồi mấy người đi coi họ có mua không hay họ đi coi rồi thôi. Có nhiều khi coi rồi ta chê đường nhựa rồi đường đất gì, ta kiếm chỗ nhà lớn rồi có được 4 tỷ, 4 tỷ mà người ta đặt cọc rồi sao không biết, làm sao kêu đường trục trặc gì đó, xong rồi cái chờ đợi nữa, ta kêu 9 tỷ, 9 tỷ mà bây giờ ta ngưng lại ta hơn nửa đó chị, còn 4 tỷ á, 4 tỷ mấy. Nhưng mà giờ đường gì kêu nhà nước mở gì đó rồi ta ngưng lại đó, cũng hẹn thời gian mới chồng cọc chút xíu mà chồng cọc ít à. Vậy đó. Em rồi à, tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? em tình trạng hôn nhân của em thì ông xã em mất lâu rồi, mất lâu lâu rồi, có một đứa con giờ nó ở bên nội luôn, bên nội bắt luôn, là lâu mà nó mới về với em. Con em nhiêu tuổi?
Con em cũng lớn rồi chị ơi, có cháu ngoại rồi. Con em có hai đứa cháu ngoại rồi, đứa con trai đứa con gái, mà ở ở bên 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 chồng luôn, chồng ở với anh chồng á, anh chồng không có vợ con, ổng cũng lớn rồi mà từ ngày xưa vợ đó, rồi đứa con em ở với ổng rồi rồi ở luôn đến giờ, ổng không có vợ con vậy đó. Cái nhà rộng lớn như cái biệt thự vậy mà có hai người ở, chị mới đưa con nó thì ở dưới bên nội nó ở thành phố á, chủ nhật mới về, nó ở đây nó đi làm công ty á chị, chủ nhật nó mới về, rồi có mình con em với bác Sáu nó thôi, ở nhà rộng mênh mông vậy á. Rồi bác Sáu nó thì anh chồng của em á, là nó kêu bằng bác, ổng ở từ nhậu giờ ổng không có vợ con gì hết á, mà ổng nhậu nhiều lắm, ổng nhậu cao ngang rồi, rồi ổng ở như vậy, rồi đứa con em ở nuôi ổng luôn tới giờ, rồi cất nhà cất đồ lên nhà đồng như cái biệt thự, giờ giờ có hai học cháu mà. Rồi đứa con nó cũng ở với bà nội nó đó, lâu lâu chủ nhật nó mới về, nó ở đây nó đi làm công ty, chồng ở thành phố, em gã về thành phố. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm là em cũng hay vui vẻ hòa đồng, với hay trợ giúp những người già rồi mấy đứa trẻ mồ côi rồi vậy. Với em đi cho em thấy cái người già già đó, rồi em cũng trợ giúp cho người ta chút ít như vậy. Rồi khuyết điểm của chị. Khuyết điểm là sao em? Khuyết điểm thì cũng làm cái gì thì ở làm cái nào thì đúng ra cái đó, chứ đâu có làm mà nửa chừng rồi bỏ, rồi mình thích đi công việc cho xong mình không có bỏ bê vậy đó, rồi đi rồi về nhà rồi có một mình thì cơm nước, hay nhiều lúc em không cơm nước em ăn cơm tiệm ngoài vậy đó. Chị bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Người cũng cũng vui vẻ giống như mình vậy đó, thích hát karaoke đi du lịch đồ vậy đó, vui vẻ thì người đừng có hút thuốc nhiều, đừng có uống rượu lè nhè, em thích vậy mà thích thương em thật lòng, chứ đừng định bỏ rồi gối mình thương người ta rồi người ta không nghĩ về mình đó, rồi người ta bỏ rồi. Em thích một người cho thật lòng, không có giả dối vậy đó. Chị rồi ông xã chị mất lâu chưa? Mất lâu lắm rồi, con lớn rồi, giờ có hai đứa cháu ngoại đó. Rồi ông xã mất lâu rồi. Rồi trong thời gian đó chị có quen với người nào khác nữa không? Có nhiều người lắm mà em không thích, nó không có đúng kiểu như mình người thích đó, mình phải tâm đầu ý hợp, hợp với mình mới được, không hợp không có được. Cũng có nhiều người lúc mà nhỏ hơn em rồi em không chịu, rồi lớn người ta có vợ rồi con đồ, rồi em sợ này kia rồi lu bu lăng nhăng, rồi em không thích cái chuyện đó. Em thích người nào mà không vợ con đâu đó đàng hoàng, hay là vợ mất vậy đó, giống như em ông xã em cũng mất vậy đó. Nhưng mà phải hợp mới được, chứ còn nhỏ hơn em không chịu. Cũng có nhiều người nữa mà nó nhỏ thì người ta cũng có vợ có con rồi, rồi. Em không phải em nói chứ nhiều lắm chị ơi, nó làm như cái duyên nợ của em nó chưa có tới, nó còn ở đâu á. Chưa có tới.
cũng có nhiều nhưng mà nó không có đúng đối tượng của mình hay sao, là dư nợ của em nó chưa tới, em không biết cái nó còn nằm ở đâu. Em muốn nhờ chị Nguyên Quỳnh, em cũng xin em hay đi núi bà đồ đó, rồi em xin mẹ quan âm nói cậu cho chị Nguyên Quỳnh giới thiệu cho em một người cho em tâm đầu ý hợp nửa đời còn lại vậy đó. Nhưng mà em làm lớn rồi, em Tết rồi em hay đi chùa chùa Tây Ninh á, núi Bà đó, em hay đi ở đó với lâu lâu mình thích, giờ ai cũng lớn hết rồi, con cái ai cũng có rồi, mà em thích người nào đừng có vợ hay vợ mất rồi giống như em vậy đó, rồi để chăm sóc cho nhau những đời còn lại. Em cũng ông xã em cũng mất lâu rồi, em muốn người vậy đó, nhưng mà giờ ai cũng lớn hết rồi thì mình muốn vui vẻ hòa đồng đi du lịch hát karaoke này nọ kia đồ cho nó thoải mái, chứ bây giờ đâu có còn giống như tuổi nhỏ nữa đâu mà phải không? Chị rồi chị coi video của em á lâu chưa? Em coi lâu lắm rồi chị Quỳnh ơi, nhưng mà em không biết làm sao em gọi cho chị Quỳnh được, em nhắn tin lâu lắm rồi á, nay cũng gần 9-10 tháng gì rồi đó, cái em thấy chị Quỳnh em nhắn tin cho chị Quỳnh nhiều dữ lắm mà không biết chị Quỳnh có nhận được không, cái xong cái nhỏ bạn em nó nhắn cho em một lần nữa, cái nó gửi hình á, cái chị Quỳnh nhắn lại cho em nói là 11 giờ tối thứ ba tổng nhắn cho em mừng quá trời luôn. Nhỏ bạn em á nó nhắn giùm cho em mới xong, chị Quỳnh nhận được hẹn lại cho em cho em mừng luôn, mấy bữa nay em ngủ không được luôn, chờ đón chị Quỳnh không Chị chờ thấy đón hình chị Quỳnh em thấy hình của chị cũng khá lâu rồi, nhưng mà lúc nào em cũng nhắn lại là kêu chị gửi lại tấm hình khác cho em, nhưng mà chị không có gửi hình khác, chị gửi lại y hệt như tấm hình đó nữa, thì em đâu có phỏng vấn chị được, tấm hình chị gửi cho em nó mờ quá. À, bây giờ nếu mà sao. tìm một người yêu cho chị á, chị muốn người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Cũng lớn hơn em được đi, lớn khoảng 61 tuổi cũng được, ông xã em lớn hơn em đó, ông xã em cũng sinh 61, cũng sủng lớn hơn em, lớn hơn em 2 tuổi. Còn từ đó trở xuống giờ em quen mấy người nhỏ không, hiện tại bây giờ cũng có mà em không có thích, nhỏ nhỏ không nè em không có thích, cũng cũng có nhiều với người ta vợ con rồi cái lu bu á em không có thích, tại thấy mình nữ có một mình nữa đó, rồi thì người ta hay chọc ghẹo thì chấp nhận hay không thì quyền của mình, chứ mình đâu có dám nói nhưng mà nhỏ quá em không có thích chị ơi, với người ta vợ con rồi tùm lum em cũng không vừa ý nữa. Chị rồi à, hiện tại là chị đang sống chung với gia đình hả? Nhà của mình luôn, nhà của mình tại với mẹ đó, rồi mẹ mất rồi giờ có một mình, nào giờ thì có mẹ thì đi làm công ty á, làm công ty giày da đó ở quận 10 á, và Thắng Lợi á chị, rồi giờ mẹ mất rồi giờ ở nhà cách nhà ra ở có một mình rồi đi làm môi giới rồi đi vậy đó, mình đi cho nó vui rồi nó thoáng vậy đó chứ nhà mình cũng buồn, rồi rồi nhà em cũng bên ngoài em tô gọi mà bên trong em chưa có tô, bề ngang 5 mét, bề dài tới 40 mét lận, rồi giờ em cắt đủ em ở nhưng mà tại giờ có một mình rồi, rồi cắt ra vậy thôi, với con thì lâu lâu nó mới về, có tiệc tùng đám giỗ hay gì mới về, Chị chứ có nó được cũng mấy đi anh chị làm em không chưa? có,
Dạ. Có được mấy anh chị em? Có ba người. Em là lớn, em là thứ hai lớn, với có đứa em gái, với em trai giữa, hai gái một trai. Nếu bây giờ muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay chị muốn giới hạn đâu đó thôi? Thì nó đúng duyên nợ thì ở đâu cũng được, chứ còn ở Việt Nam mình cũng có mà không có thích, giờ không biết ở nước ngoài có ai tìm có ai, bởi vì em mới nhờ chị Hương Bình giới thiệu cho em, kết nối yêu thương cho em một nửa. Ở đâu cũng được, nhưng mà phải đúng vậy, đúng cái tuổi lớn hơn em, mà đừng có dướng bận gì á, rồi chứ còn dướng bận thì nó hơi rất rối khó khăn, bởi vì em mới sợ. Em là em coi chị coi video của em nhiều vậy, rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Có coi nhiều, nhưng mà để ý có một anh đó mà không biết, anh đó cũng anh hình như là cái số 1963 0263 chị, nhưng mà anh nó cũng có vợ anh mất rồi mà không biết, nhưng mà rồi thì đó em mới giới thiệu, mới nói hỏi chị Hương Quỳnh giới thiệu cho em kết nối để em tìm hiểu. Chứ em cũng chưa biết nữa, tại lúc mà anh ở xa vậy, rồi còn ở Việt Nam đây thì cũng rất là nhiều, với mà em thích xa như vậy chị ơi, để ở gần đây người ta hỏi nói em, ví dụ người ta nói thì ví dụ người ta nói không quen không được, giờ có lấy chồng thì lấy người ở xa cho nó có tiếng một chút vậy đó, người ta hỏi phải nói mình phải không, để Việt Nam cũng có nhưng mà nó không có đúng đối tượng, nó không có đúng tâm đầu ý họ, nó không có hợp, vợ phải hợp mới được, chứ không hợp nó khó nó sống. Là chị cũng thích mẫu người đàn ông có tính lãng mạn đó hả? Thì em cũng thích vậy đó, người đàn ông mà đừng có gia trưởng, rồi đừng có bạo lực với gia đình này kia, rồi em cũng rất là sợ. Với em thích người đàn ông nào mà nhiều lúc mà em có giận vậy thì nói nhỏ nhẹ em xíu thôi à, cái em hết giận à. Chứ đừng có bạo lực gia đình, rồi em sợ. Chứ cái tính em cũng hay tự ái lắm, tại hồi đó ở yên nhà chồng em á, chồng không có nói gì mà tại mà chồng á em làm dâu không được, chứ chồng em nó cũng hay nghe lời mẹ đó, xong rồi cái thôi cái anh đi có vợ khác, cái vợ lớn tuổi hơn anh nhiều lắm mà ở ngoài Bắc rồi, xong rồi cái kêu đau bệnh gì đó mà cái người đó cho uống thuốc làm sao đó, cái chồng em bị mất luôn, mà rồi không có lo gì đó, rồi bên chồng em mới đem chồng em đi về đó để xây đồ, rồi cái bà đó bỏ luôn, không có gì hết trơn. Chồng em nó cũng hiền, chồng em ổng hiền lắm mà không biết giờ em có gặp người nào được giống vậy. Em sợ lắm chị ơi, chồng gia trưởng nhất á, với đừng uống rượu nhiều quá, rồi thuốc đồ em cũng, ông xã em không có hút thuốc, không uống rượu gì á, giống như là kiểu như lâu có bạn bè thì uống một hai lon bia hay là hút điếu thuốc vậy thôi, chứ còn bình thường không hút luôn.
Nhưng mà vì sao em với xã chia tay? Tại hồi đó em làm dâu không nổi á, với ông xã em hay 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 lệ thuộc mẹ đó, lệ thuộc mẹ chồng á, rồi khó khăn nữa, rồi ở bên chồng á, rồi cái nhà chồng á kêu ở chung, ở chung với ba má chồng, còn em hai con người đông lắm, rồi kêu đi xuống cái chỗ gì đó mà ruộng đất của bên má chồng á, rồi cách nhà, rồi mà em nghĩ ở dưới cái chỗ đó nó không có nhà cửa gì mà đất cây cối rồi rồi đất nó phèn, nó lứt nẻ đất á, rồi em sợ, rồi má chồng em kêu hai vợ chồng đi xuống đó cách nhà, mà có mình nhà em, có mình em với chồng em xuống đó à, rồi em mới sợ, em nói từ từ không được, rồi chồng em cũng nghe lời bên mẹ chồng á, rồi từ từ cái cãi nhau, cái rồi cái em chịu không được, cái em bỏ em đi, em về quê em về dưới thành phố, quê ông già em là thành phố ở quận 10 á, rồi xong cái thôi hai người thôi nhau, rồi cái nhưng mà lúc đó là có bồ rồi, có cái bà đó vô rồi, cái bà mà lớn tuổi hơn á, rồi cái mới kiếm rồi mới thôi, rồi em mới đi về nhà gia đình ông già em, ông già em ở dưới thành phố á, là ở quận 10, rồi hai người thôi nhau thì tài sản thì em không có lấy gì hết trơn, hồi đó sao em vô tư quá, em không lấy gì hết trơn chị ơi. Thì em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Dạ, thì em chúc cho chị Nguyên Bình vui vẻ, trẻ mạnh, rồi kết nối cho em được một người tâm đầu ý hợp. Em cảm ơn chị Quỳnh, rồi chúc mấy anh chị em trong đồng mạng, trong đồng mạng được nhiều sức khỏe, dồi dào. Dạ, chị phải coi video nha chị. Chị coi video và chị tự chọn người nha. Ok, ba chị ha, good night chị ha.